Wow, đẹp vậy con, đẹp, thấy chưa, thấy chưa. Ôi cả nhà ơi, con tôm khổng lồ cả nhà ơi. Nè, có con này nha, thứ dữ nè, thứ dữ không á. Thấy chưa, thấy con chưa? Ôi con tôm thằng bự chục chục. Cha mình về rồi, nhà con Minh. Nè thấy không, hai tay hai con luôn, thấy chưa? Dạ. Lấy giặt về đi. Cha mình bị cá đâm rồi, ổng về trước rồi. Tôm càng, tôm càng. Thấy chưa? Trời, xảy rồi trời. Tôm càng cá cầu. Nó nằm trong mấy cái đá cả nhà. Ô này 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 này, dính 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 trong cành cho bà luôn. À thấy chưa?
Trời ơi. Sảy con cá đó đại dương. Dính nha. Ngon mình buồn quá cả nhà ơi. Thôi phải ổng nó không hí nè. Em ổng bị công chuyện về. Wow, đẹp cái nhà con đẹp, thấy chưa? Ui. À, thấy tôi cạn chưa? À, thấy chưa? Trời, nó bự cũng ghê thiệt chứ. Đừng sợ nha. Trong kẹt này có con tôm càng chắc cú à. Đó, thấy chưa? Chết tôi rồi. Trời ơi, sảy luôn rồi. Trời ơi. Ừ, sảy luôn rồi. Sảy luôn cạn luôn trời. Thiệt tình chứ. Dính lại rồi. Con tôm xuống, con tôm thẻ. Này phản cảnh cho các bạn xem cái địa điểm này nha.
Sao này hấp dẫn lắm nè. Dừa nè. Thấy rồi. Nhìn con nha. Nhìn con nha. Cái này thâm nhất lắm nè. Cái này nè. Ôi cái nhà ơi. Con tôm khủng lồ cái nhà ơi. Wow. Con tôm nè, thấy chưa? Mình làm video á có mình nè, mình vừa bắt mà vừa quay luôn. Nếu mà có chuyện gì sơ sót mọi người bỏ qua cho mình nha, tại vì mình không có biết học nhiều nên mình có nhiều mình đăng nhiều cho mọi người xem cái cuộc sống nhân giả của Đặc Biệt Hơn Giờ thôi. Nó vừa cắm máy quay cái này xong cái quần mò. Bây giờ mẹ phi cái chốt thả cái phi này cả nhà. Ôi tôm cạn vô kèo vô kèo hè, thấy không? Ở à, nhà con này đẹp không? Đẹp cực kỳ luôn nha. Nó hiền khô à. Wow. À, đẹp chưa? Màu xám xám. Ôi con này cốm rồi cả nhà ơi. Wow. Con này sắp lọt rồi nha. Hiện tượng này kỳ lạ đó nha. Để mình quay cận cảnh mình lọt cho mọi người xem nha.
Nè, con này sắp lọt rồi nè. Đây, cốm, con này cốm rồi nha. Đó, thấy chưa? Đẹp chưa, đẹp chưa? Mình nhìn cái muỗng lọt đẹp kia không? Đó. Thấy chưa cả nhà? Quá đẹp. Rồi, cho nó nằm đây đi. Rồi, tiếp tục đi. Tiếp tục đi nha. Này nè, bọc dừa nữa nha. Bọc dừa là có tiền. Hên xui. Hên xui nha cả nhà. Cục cúm. Rồi, thua rồi. Thua rồi cả nhà ơi. Thua rồi. Con hay bự. Cá này chiên ngon lắm ta. Thả nó cả nhà ơi, thả đi. Trời ơi nó bơi. Nó bơi cái khủng khiếp thật. Mọi người thông cảm nha. Đúng nha. Yeah.
Rồi, hello, xin chào mọi người. Thì mình mới về tới nhà. Thì hôm nay mình sẽ khoe phe thành quả cả hai cha con mình mò bao nhiêu. Chào mình cá năm bỏ cuộc giữa chừng vô coi đây. Sao rồi? Mở miệng trình banh luôn rồi. Rồi, coi coi. Ôi. Đâu? Ngồi nè, con này nè. Ôi. Đau không? Đau không đau má. Ôi, gớm không? Nó không có tôm đằng kia kìa. Đâu, đâu, đâu. Sao cháu không giọng đi? Chết, giọng gì? Nè, cả nhà. Đây là cha mình đem về thùng ra. Mình sẽ đi xuống đây mình đổ cho mọi người xem nha. Đây đây, mình sẽ đổ một quả cho cha và cha. Có đổ à, mở kẽm ra nữa nè. Trời ơi, mở kẽm sao đổ. Nè cháu quay đây. Coi chừng á. Ôi. con thì chỉ chay, con bị còn nhiều hơn cha nữa. Cạn cái này nãy nó dở con cá luôn đó, cái này nó. Trời ơi trời chay. Con hả, con bị quá trời bị luôn nè. Chết rồi. Nhưng mà con hợp với cá nó ê, ê, à, không sao chứ. Nè vậy ê. Con nè. Vậy sao mở? Trời ơi, lâu lắc thêm. Trời ơi, nó mở được rồi, đâu được rồi. Đổ con cá mọc cho hết luôn. Để em kẹm lại một lần tiếp. Da không, như nó da không? Không da. Lỡ rồi cho nó hết luôn đi. Để em kẹm lại y vậy cho tao. Rồi, ok. Rồi nè, nè, đây là thành quả của cha nãy đem về nha cả nhà. Đừng bự bự rồi. Ôi ơi, nhảy. Bự nó u rồi. Ôi, chỉnh. Trời ơi, nháy, cho nó ra ngoài, nó nhảy trong nhà. Thiệt chứ. Đó thấy chưa, thông càng á. Mình lấy cái thao kìa. Còn bự không đỡ quá. Đi sống. Rồi rồi sống nha. Bây giờ mày có con đổ nước vô nhiều quá không thấy tôm cá này đâu. Từ từ nửa tôm nha. Ờ. Rồi đã không? Ôi dữ không. Để được cứu hộ quá trời không. Cha hả? Ừ. Con còn giữ con trai nè. Chí luôn. Có sáng không? Sáng dương vậy? Trời ơi, nó đẹp kìa. Ừ. Ừ. Rồi, rồi. Hết. Hết luôn. Đang đem đi nghiên cứu coi. Nè, ta coi con nè. Nói con nè. Mấy con nè. Mấy con nè. Đây nè, coi con này nha. Thư dữ nè, thư dữ không á. Thấy kiểu à, thấy con chưa? Ôi, con tình trạng bụi trồ quá luôn. Nè, con cà khổng lồ luôn nè. Rồi cống hả? Cống lộn, ngay chỗ cống nãy cà xuống cái này nè. Cái này là chỗ nào? Ngay nãy cho đi về đó. Có chừng màn hình, có chừng màn hình. Ố không? Rồi, thấy chưa? Trời ơi, tôi cà này nó bán cái ăn hết rồi. Ăn gì hết. Được rồi, ta không biết quay thao nào nữa nè. Thao đỏ đi. Thấy con mò ghê không cha? Mò sao tao có thiếu một hồ. Ừ, hay quá. Ừ. Để có người cha chỗ có người nghe bóc quá hả? Nghe bóc quá. Gì bự bự vậy hả? Dạ, đúng rồi. Xuống đó là lụm lia luôn á. Xong giáo là đổ thầu bự rồi. Đấy, cái gì mà đổ đào có bóng. Đào có bóng chỗ cái lộn chỗ rồi. Đồ quá thì vui luôn á. Cá. Cá đói. Để đây đi. Quan trọng là cái tôm này nè. Quá trời tôm này sao? Giờ đi rộng chứ sao vậy? Dẻo ở đâu? Nằm dẻo đó. Khách đó cứ vậy không? Mình chứ chắn đi bán. Rồi, cho bấm mắm vô máy nghe. Đây nè cả nhà. Đây mình mò tất cả 2 kg á. 3 kg chứ 2 kg gì. Ừ. Nhiều nè, thấy không? Quá trời luôn nè. Có từng càng khủng lồ nha. Ồ, từng càng hết hồn không? Rồi, đặc biệt giờ kết thúc video đây nha. Mọi người nhớ thấy hay đăng ký kênh ủng hộ Đạt nha. Ủng hộ hai cha con mình. Tôm cá này cha con mò nè, đúng không? Nè cặp này nè, chung một chỗ luôn. Đó, cặp này chung chỗ nè. Sao? Đó, hay chưa? Rồi, tạm biệt mọi người nha. Nhớ ủng hộ hai cha con mình. Nghiệp ổng đi mò bị cá đâm, mình cũng bị cá đâm dữ lắm á, thiệt đó. Rồi, xin chào mọi người cha. Chào cả nhà. Ủa, bị cá đâm về sớm cả nhà ơi. Mới xuống làm lia lịa ha. Ôi.